Ten Hag nêu lý do chọn Bruno Fernandes làm đội trưởng MU, Henderson và Elanga đàm phán với Forest. Huấn luyện viên Erik Ten Hag ca ngợi Bruno Fernandes là nguồn cảm hứng tuyệt vời khi giải thích về quyết định chọn anh làm đội trưởng Manchester United thay cho Harry Maguire. Hôm ngày 20 tháng 7, Manchester United thông báo tiền vệ 28 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ là đội trưởng câu lạc bộ trong mùa giải tới. Bruno Fernandes đã đeo băng đội trưởng trong phần lớn mùa giải trước, khi Harry Maguire phải vật lộn để có suất đá chính, chỉ 8 lần ra sân từ đầu. Ở Premier League 2022-2023, Erik ten Hag coi Bruno Fernandes là hình mẫu và tấm gương cho nhiều cầu thủ noi theo. Chiến lược gia người Hà Lan tin rằng cầu thủ 28 tuổi là thủ lĩnh dẫn dắt và xây dựng đội bóng. Một đội bóng tốt luôn bao gồm các nhân vật lãnh đạo, cầu thủ có tinh thần đội, cầu thủ đa năng, chuyên gia, cá nhân. Thế nhưng, bạn cần một số thủ lĩnh trong đội, trên sân cỏ, người dẫn dắt và xây dựng đội bóng, kiểm soát chất lượng thi đấu. Chúng tôi đã chọn Bruno vì cậu ấy là nguồn cảm hứng tuyệt vời. Cậu ấy là hình mẫu, Erik ten Hag nói. Bruno luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi hơn, làm việc rất chăm chỉ để đạt được thành tích tối đa. Cậu ấy là tấm gương cho nhiều cầu thủ và là một người kết nối xã hội tốt. Bruno cũng giỏi trong việc đọc trận đấu. Vì vậy, với một huấn luyện viên, thật tốt khi có người trung gian đó trên sân cỏ. Đó là một số lý do, nhưng cậu ấy không thể làm điều đó một mình. Chúng tôi cần nhiều sự giúp đỡ hơn. Chúng tôi cần nhiều nhà lãnh đạo hơn để có mối liên kết bền chặt và có thể đưa đội bóng đi đúng hướng, ông chia sẻ thêm. Erik ten Hag cũng đề cập đến tình hình của Harry Maguire sau khi trung vệ 30 tuổi người Anh bị tước băng đội trưởng. Chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh rằng Maguire vẫn quan trọng với đội bóng nhưng phải chiến đấu để giành lấy vị trí của mình. Chúng tôi tôn trọng Harry. Harry rất quan trọng với đội hình và câu lạc bộ này. Bạn biết đấy, với vai trò trung vệ, chúng tôi có 4 người. Tôi vui vì chúng tôi có 4 trung vệ rất giỏi. Chúng tôi sẽ cần họ và cậu ấy phải chiến đấu cho vị trí của mình, như từng làm năm ngoái. Harry có tiềm năng cao nên tôi chắc chắn cậu ấy sẽ làm được. Harry sẽ chiến đấu cho vị trí của mình và sau đó tất cả đều phụ thuộc vào cậu ấy, ông nói. Bruno Fernandes sẽ ra mắt vai trò đội trưởng chính thức của Manchester United trong trận giao hữu gặp Arsenal trên đất Mỹ lúc 4 giờ sáng ngày 23 tháng 4 giờ Việt Nam. Trong hai trận giao hữu trước đó, Quỷ Đỏ thắng Leeds United 2-0 và Lyon 1-0, trong khi Arsenal hòa Nürnberg 1-1 và đánh bại đội các ngôi sao MLS 5-0. Dean Henderson và Anthony Elanga đàm phán với Nottingham Forest. Theo tờ The Times, Dean Henderson, thủ môn thi đấu mùa giải trước tại Nottingham Forest theo dạng cho mượn mùa trước, rất muốn rời Old Trafford sau khi Andre Onana đến. Thủ môn người Anh 26 tuổi phải vật lộn để có được số phút thi đấu thường xuyên ở Manchester United. Với sự xuất hiện của Andre Onana, Dean Henderson muốn tìm kiếm thử thách ở câu lạc bộ khác, nơi anh được đảm bảo thời gian thi đấu. Quỷ Đỏ muốn có 25 triệu bảng từ việc bán Dean Henderson. Ngoài ra, Manchester United sẵn sàng để Anthony Elanga, cầu thủ chạy cánh người Thụy Điển 21 tuổi, đi với mức phí chuyển nhượng khoảng 10 triệu bảng, 13 triệu USD. Everton quan tâm đến việc ký hợp đồng với Anthony Elanga, nhưng tuyển thủ Thụy Điển được cho là đã từ chối câu lạc bộ chủ sân Goodison Park vì lo ngại không phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên Solskjaer, qua đó dọn đường cho Nottingham Forest chiêu mộ anh. Nottingham Forest còn liên hệ với Ola Aina vì cựu hậu vệ Chelsea đang là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Torino vào tháng 6. Đội chủ sân City Ground cũng cố gắng ký hợp đồng với hậu vệ cánh Ismail Jacobs của Monaco để tăng cường hàng thủ trước. Mùa giải 2023-2024, khi kỳ chuyển nhượng hè đang diễn ra, các cuộc đàm phán giữa Nottingham Forest và Manchester United sẽ tiếp tục. Nếu đạt được thỏa thuận, Dean Henderson có thể trở thành thủ môn số 1 cho Nottingham Forest, còn Elanga có cơ hội phát triển sự nghiệp và ra sân thường xuyên ở câu lạc bộ xếp thứ 16 Premier League mùa trước. Rạng sáng ngày 21 tháng 7, giờ Việt Nam, trang chủ Manchester United chính thức công bố tân binh Andre Onana. Onana gia nhập Manchester United theo hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2028, với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Thủ môn người Cameroon giữ sạch lưới 104 trận trong 255 lần ra sân cấp câu lạc bộ. Mùa trước, Onana vô địch Coppa Italia và có nhiều trận giữ sạch lưới nhất ở đấu trường Champions League, trích thông báo của Manchester United. Theo tờ The Athletic, với mức giá 55 triệu euro, Andre Onana trở thành thủ môn đắt nhất lịch sử Manchester United và đắt thứ ba thế giới. Sau Kepa Arrizabalaga, 80 triệu euro, và Alisson Becker, 62,5 triệu euro.
Chia sẻ trong buổi ra mắt Quỷ Đỏ, thủ môn 27 tuổi người Cameroon người cho hay, gia nhập Manchester United là vinh dự to lớn và tôi làm việc chăm chỉ cả đời để có được thời điểm này, vượt qua nhiều trở ngại trên hành trình đã qua. Bước ra sân Old Trafford, bảo vệ khung thành và đóng góp cho đội sẽ là trải nghiệm tuyệt vời hơn bao giờ hết. Đây là sự khởi đầu của một hành trình mới với tôi, những người đồng đội mới và những tham vọng mới để chiến đấu giành vinh quang. Manchester United có một lịch sử lâu dài về những thủ môn xuất sắc và giờ tôi sẽ cống hiến mọi thứ để tạo nên di sản của riêng mình trong những năm tới. Tôi rất hào hứng với cơ hội được làm việc lại với Erik ten Hag và nóng lòng được góp phần vào thành công mà tôi biết rằng ông ấy quyết tâm cống hiến tại câu lạc bộ vĩ đại này. John Murtough, giám đốc bóng đá Manchester United, khẳng định Andre Onana là lựa chọn hàng đầu của Manchester United ở vị trí thủ môn với kỹ năng và tính cách đặc biệt. Cậu ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới và ở tuổi 27, Onana có thể phát triển hơn nữa trong những năm tới. Andre Onana là tân binh thứ hai của Manchester United trong hè năm nay, sau tiền vệ Mason Mount, 60 triệu bảng, đến từ Chelsea. Với Andre Onana, lối chơi của Quỷ Đỏ có thể sẽ thay đổi toàn diện. Khi khoác áo Inter Milan mùa trước, anh được coi là một trong những thủ môn hay nhất Champions League. Andre Onana có tổng cộng 47 tình huống cứu thua cùng 407 đường truyền chính xác và 8 lần giữ sạch lưới. Cựu thủ môn Inter Milan còn gây ấn tượng với 14 lần ngăn chặn các tình huống tạt bóng và cản phá được 7,6 bàn thua kỳ vọng, XG. Trong tất cả thủ môn góp mặt tại Champions League mùa trước, không ai sánh bằng Andre Onana ở các thông số kể trên. Kỹ năng xử lý bóng bằng chân không tốt của David De Gea khiến anh phải ra đi sau 12 năm gắn bó với Manchester United và Andre Onana là sự thay thế hoàn hảo. Trong bóng đá hiện đại, các cuộc tấn công thường bắt đầu từ thủ môn và khả năng phân phối bóng của Andre Onana sẽ giúp nâng tầm lối chơi của Quỷ Đỏ. Với việc David De Gea rời đi, chiếc áo số 1 tại sân Old Trafford còn để trống. Tuy nhiên, Andre Onana lại chọn áo số 24. Manchester United lý giải, đây là con số mà Andre đã sử dụng trong phần lớn sự nghiệp cấp câu lạc bộ, Ajax và Inter Milan. Chiếc áo số 24 đã bị bỏ trống tại Manchester United kể từ tháng 1 năm 2021, sau khi hậu vệ Timothy Fosu-Mensah chuyển đến Bayer Leverkusen. Áo số 24 của Quỷ Đỏ trước đây gắn liền với tiền vệ Darren Fletcher. Sau khi hoàn tất việc ra mắt Manchester United, Andre Onana ngay lập tức đáp chuyến bay sang Mỹ để gặp Erik ten Hag và hội quân cùng các đồng đội mới. Thủ môn này có thể sẽ ra sân trong trận Manchester United đá giao hữu với Arsenal.